Dạ em nghe. Tụi bay tận dụng cơ hội này, thủ tiêu nó cho tao. Dạ. Bằng mọi cách phải xử nó trong hôm nay. Dạ. Nhanh đi, đi luôn hả? Tao nè, có chuyện gì không? Dạ mới hay tin là tụi Hưng Sẹo chuẩn bị xử anh đó. Mày nói cái gì? Thằng Hưng Sẹo dám gây sự với tao sao? Dạ. Anh cẩn thận nha anh. Tao biết rồi. Tao thấy nó rồi. Anh đang ở đâu vậy? Khu liên hợp nhà bè, nhanh lên. Dạ em qua liền. Đi theo tao qua khu liên hợp. Lại lên.
cũng vô phương tìm kiếm. Hiện giờ thì chúng ta đang yên ổn, chỉ có mấy cái động gái mận hư gà nó quản lý thì bị công an bắt hết. Chúng ta đang làm ăn khó khăn đó. Hay là chúng ta gặp Alin để lấy thêm hàng, để cho bọn đàn em nó kiếm thêm tiền. Chứ nếu mà nằm im như vậy hoài, thế nào tụi đàn em cũng bỏ đi hết. Hàng nhất định là phải lấy, nhưng trước tiên là phải nhổ đi cái gai làm chúng ta phải thắt lưng buộc bụng bấy lâu nay. Vậy ý anh ba muốn nói tới thằng Tùng hả? Nó dám cho đám đàn em đi cướp rồi giết cái tên đàn em quăng xác ở trước vũ trường mình, nhằm hướng sự chú ý của bọn cướp về phía chúng ta, khiến mình không dám động tĩnh gì suốt bấy lâu nay. Nhưng bây giờ thì chúng ta không thể nhân nhượng nữa, nó phải biến mất thì chúng ta mới lấy lại được thị trường này. Dạ đúng, phải xử nó thôi, nếu không anh em mình sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu anh ba. Mày phải làm gọn gàng, nhanh chóng, không để lại dấu vết, nếu không chúng ta không thoát khỏi sự điều tra của bọn cướp đâu. Dạ được rồi, đại ca cứ tin em. Em sẽ cho đàn em theo sát nó, nếu có cơ hội tốt là em sẽ xử nó liền. Càng ít thằng biết càng tốt. Và nhớ, không để cho thằng Phan nhúng tay vô chuyện này. Anh ba vẫn chưa tin tưởng nó à? Cứ ít thằng biết thì kết quả thành công sẽ cao hơn. Dạ, em biết phải làm gì. Hôm nay tôi xin phép công bố tới tất cả các anh chị trong công ty này. Đó là với những đóng góp tích cực cũng như là to lớn trong công ty xây dựng và phát triển của chúng ta, thì cô Nhàn ngày hôm nay chính thức được thăng chức trở thành trưởng phòng kinh doanh của chúng ta. Xin phép mọi người một tràng pháo tay dành cho cô Nhàn. Và với vai trò của cô Nhàn sắp tới sẽ vô cùng quan trọng, nhất là trong việc lúc nào cũng phải bảo đảm đạt tỷ lệ thành công trong việc đàm phán cũng như là ký kết hợp đồng với các đối tác. Tôi tin rằng Nhàn sẽ làm tốt công việc của mình. Bây giờ nhà có thể có đôi lời phát biểu với tất cả các chị em trong công ty không? Dạ. Trước tiên, Nhàn xin cảm ơn anh Tùng đã tạo điều kiện cho Nhàn làm tốt công việc này. Nhàn cũng cảm ơn các anh, các chị đã ủng hộ và giúp đỡ cho Nhàn. Nhàn cũng hy vọng là trong thời gian tới, mọi người sẽ tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ cho Nhàn. Nhàn xin cảm ơn. Và mục đích của buổi họp ngày hôm nay chủ yếu là như vậy. Tôi mong rằng trong thời gian sắp tới, mọi người đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để đem lại những kết quả tốt cho công ty. Và nếu như thời gian tới kết quả công ty khả quan hơn thì chắc chắn mức đãi ngộ của các anh chị sẽ cao hơn. Đồng ý không nè? Dạ đồng ý. Dạ, đồng ý. Tốt. Vậy bây giờ tôi không biết là có ai có ý kiến và phát biểu gì không? Tôi có ý kiến. Được, mời anh Phú, trưởng phòng nhân sự. Tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên xin chúc mừng cô Nhàn. Chúng tôi xin nỗ lực hết sức để giúp đỡ cô Nhàn và giám đốc Tùng, để công ty chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh. Vậy mọi người xin phép cho một tràng pháo tay để công ty chúng ta ngày càng phát triển hơn, cũng như ủng hộ cô Nhàn, có được không? Rồi, nếu vậy thì buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người có thể trở về vị trí làm việc của mình. Cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Chào sếp. Dạ, chào sếp. Chào sếp. Chào sếp. Cố gắng nha Nhàn. Dạ. Nhàn à. Dạ. Gì vậy anh? Chiều nay nếu mà xong việc á, có gì anh mời em đi ăn có được không? Quán này ngon lắm, anh nghĩ là em sẽ thích đó. Dạ cũng được, vậy chiều nay anh chở em đi ăn ha. Ừ. Cái quán này mà em đi một lần á, anh nghĩ là chắc chắn em sẽ tới lần thứ hai. Mỗi lần mà anh nghĩ tới quán này thôi thì anh đói bụng muốn tới quán ăn ngay cho bằng được luôn á. Nè. Hả? Anh có ăn tiền quảng cáo của người ta không? Mà anh quảng cáo với em dữ vậy. Đâu có. Nếu mà anh không khen như vậy thì làm sao em chịu tới ăn đúng không nè. Mà chầu này em phải bao anh đó. Sao tự nhiên em phải bao anh? Có ai đời nào mà thăng chức lại quăng cục lơ vô mặt của người ta không nè. Về chơi với dế luôn đi, chứ chơi với ai được nữa giờ. Anh dám nói em chơi với dế hả? Anh không, anh giỡn mà. Dám chọc em hả? Nè, dám đừng chọc nữa. Em nè. Mà công nhận chọc em vui thiệt nha. Nói mà em đỏ bừng lên luôn á. Dế. Nhàn.
Nhìn gì mà nhìn? Đi về làm việc đi. Tôi trả tiền cho mấy người để mấy người đứng nhìn hả? Thôi đi làm đi. Thôi đi. Dạ. Thưa anh. Dạ anh cho gọi tụi em. Ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà em thấy anh căng thẳng và dặn tụi em phải bí mật về anh? Hai thằng bay đã có lần đụng độ với thằng Tùng rồi đúng không? Dạ. Tụi em đã đánh nhau với nó rồi. Vậy trong hai thằng, thằng nào nhận nhiệm vụ xử thằng Tùng đi? Dạ, nếu như mà anh tin tưởng á thì hai thằng em ai cũng được. Hai thằng bay, nghĩ hai thằng bay giỏi lắm hả? Tụi bay quên là thằng Tùng nó cho hai thằng bay một bài học lúc trước. Có nhớ không? Thôi được rồi, nhiệm vụ lần này tao sẽ giao cho hai thằng bay phụ trách. Dạ. Nói vậy thôi, không phải là tôi tin hai thằng bay mà giao cho nhiệm vụ này. Vì tôi nghĩ tụi mày đã từng đụng độ với nó, nên cũng có chút xíu kinh nghiệm về nó. Và nếu lỡ bất trắc bị nó phát hiện ra, thì nó sẽ tưởng là bị tụi bay trả thù cá nhân. Nhớ, hai thằng bay chỉ được phép theo dõi và làm mồi nhử nó. Còn cái chuyện giết nó, xử nó thì đã có sát thủ bên ngoài. Khi xong việc hai thằng bay cứ bỏ trốn, khi nào có lệnh của tao mới được xuất hiện. Dạ. Dạ. Uống đi. Dạ mời anh. Dạ mời anh. Nhưng mà chừng nào tụi em bắt đầu hành động đi anh? Ngày mai tên sát thủ ở Macau, nó sẽ đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất. Nhiệm vụ của hai thằng bay sẽ đón nó, đưa nó về khách sạn. Sau đó hai đứa bay bám sát thằng Tùng và chụp vài tấm hình của thằng Tùng đưa cho sát thủ nhận dạng. Nhớ, khi nào có cơ hội tốt nhất, lập tức báo ngay cho sát thủ để ra tay. Vụ này cần phải sai hàng nóng, nên tụi mình cần phải thuê sát thủ bên ngoài. Nếu như mình động chuyện, mọi việc sẽ hư hết, rõ chưa? Dạ em hiểu rồi anh. Tụi em sẽ hành động cẩn thận. Tao nghe nói tụi mày biết chút xíu tiếng Anh phải không? Dạ em biết chút chút anh. Ngày mai tao sẽ cho mày cơ hội nói chuyện với sát thủ. Còn bây giờ hai thằng bay về đi, mai làm việc. Dạ, vậy em xin phép. Dạ thưa anh em về. Nó tới chưa? Dạ, nó đang đi giao hàng đó anh. Nó tới kìa anh. Đại ca. Sao rồi? Hàng em đã xá lẻ và đem cất giấu kỹ ở rất nhiều nơi rồi anh. Nhưng chỉ sợ mình chia ra nhiều điểm như vậy sẽ không có người để trông coi. Trước mắt tạm thời bây giờ chúng ta như vậy đi. Chừng nào thấy ổn, chúng ta tập trung tất cả số hàng lại để dễ quản lý. Dạ. Chỉ sợ là từ đây sắp tới có một lô hàng của A Linh mang về. Nếu mà tình trạng vậy, làm sao chúng ta nhập hàng đây? Hàng thì đang hút, nhưng tụi Hương Sẹo thì không có hàng. Khách hàng chạy của mình hết trơn. Em nhìn thấy mấy thằng đó bừ mỏ, y chang như mấy con chó già trời xương. Em thấy á, cười quá đại ca.
Anh cứ nhập hàng về đi, vài bữa là hết liền à. Tụi em sẽ đi phân phát mọi nơi, hốt tiền vô thật nhanh cho anh. Bọn cớ mà vô kho khám xét thì hàng cũng đã vào máu từng thằng nghiện mất rồi, đâu có dư đâu mà khám xét. Bây giờ tùy cơ ứng biến đi. Dạ. Cái gì ở trong đó vậy? Đây là số hàng, em đem qua cho anh. Ok, tốt lắm. Bây giờ tụi bay về nhà đợi lệnh của tao. Làm việc của mình đi. Dạ. Dạ. Em thấy sao? Em thấy không khí ở đây có tuyệt vời không? Em thích không khí ở đây lắm. Rất trong lành, rất yên tĩnh và mát mẻ nữa. Anh hiểu ý của em, cho nên anh mới dẫn em tới đây nè. Em sao vậy? À, bữa nay có chuyện gì mà anh rủ em ra đây vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Anh có chuyện gì khó nói quá vậy? Có gì nói em nghe đi. Nhàn à, anh muốn cưới em. Cái gì? Anh muốn cưới em hả? Anh nghĩ là chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi. Ngày hôm nay là thích hợp nhất. Anh xin em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh nha. Em nhắm mắt lại đi. Sao lại phải nhắm mắt? Thì em cứ nhắm mắt lại đi. Mở mắt ra. Em xin lỗi anh. Có lẽ việc hệ trọng này đến với em quá đột ngột. Em chưa chuẩn bị tâm lý. Anh Tùng, cho em thêm chút thời gian nữa nha. Tất nhiên là được chứ. Anh đợi được mà.
Hàng mấy bữa nay hút lắm anh ơi. Anh Tùng cho người đem hàng đến giùm em nghe. Khách có hỏi nhưng mà không có đủ. Mày nói thằng Du đưa qua cho. Có gì ngày mai tao sẽ chuyển hàng qua lại. Em có nói với nó rồi, nhưng mà nó nói là bên đó ít hàng lắm. Tối nay chắc bán hết luôn á. Dạ. Đại ca, em nghe nó nói là nó sẽ gọi điện cho anh để chuyển hàng cho nó đó. Thôi về về đi. Mày kêu thằng Du gọi điện cho tao, rồi tao sẽ giao hàng cho nó tại điểm cũ, được không? Dạ. Có gì lát nữa tao gọi giao hàng cho nó để đem về. Dạ, em sẽ gọi cho nó liền. Xả ra rồi chơi. Alo, em nghe nè anh. Bây giờ anh muốn gặp em có được không? Hả? Anh mới gặp em rồi mà. Thôi, bây giờ khuya rồi, anh ngủ đi. Anh biết, nhưng mà bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em nè. Đi ra mở cửa cho anh đi, có được không? Cái gì? Anh ở trước cửa nhà em thiệt hả? Đúng rồi, em ra đây đi. Ờ, em ra liền. Anh Nhan. Anh kiếm em có chuyện gì vậy? Đi vô nhà đi. À Nhan à.
anh nhớ em, mà anh không tài nào anh ngủ được luôn. Nên là giờ này anh mới chạy qua đây với em. Anh chỉ muốn em biết là anh chỉ luôn quan tâm đến em mà thôi. Anh sẽ yêu em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lúc nào anh cũng mang theo nó bên mình, để chờ một ngày em sẽ gật đầu đồng ý. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Em đồng ý lấy anh nha. Anh cho em thời gian nhiều lắm rồi, anh không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Em hãy tin anh đi, cho dù như thế nào anh vẫn mãi yêu em suốt cuộc đời này. Cho dù gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Em đồng ý đi nha. Dạ em nghe anh. Dạ. Nó mới vừa vô nhà hàng, từ nãy giờ nó đi lòng vòng, vô toàn chỗ đông người nên khó ra tay lắm. Dạ. Dạ dạ em biết rồi. Đi. Tới đây để đặt tiệc cưới đó em. Trời, sớm quá à. Mình chưa có chọn được ngày chính xác mà anh. Thì bây giờ mình phải vô trong xem thử chứ em. Anh muốn xem thử coi là cách đãi tiệc của họ như thế nào, rồi mình quyết định sau. Đâu nhất thiết là phải chọn nơi này đâu. Mình vô trong đi em. Dạ. Dạ chào anh chị. Chào anh. Chào dạ. Anh bữa nay tôi tới đây để tham quan chỗ của mình, sẵn coi thực đơn bên mình có ngon hay không. Dạ. Nếu được trong thời gian sắp tới tôi sẽ đặt tiệc ở đây. À vậy hả, mời anh chị qua bên kia ngồi. Ngồi đi em. Dạ. Đây là giá cả chi tiết của các món bên em. Ờ. Anh xem đi, anh chị xem coi có phù hợp hay không. Ờ, rồi sau đó tôi sẽ dẫn anh chị đi tham quan nơi này thoải mái. Cảm ơn anh nha. Dạ. Cũng được đó chứ. Này vợ,
Vợ xem thử đi, có món nào vợ thích không? Anh hay là mấy cái này anh chọn đi, em không có rành đâu đó nha. Nói gì vậy, sau này em là vợ anh rồi dọn về sống chung với nhau, cái chuyện bếp núc em phải quyết định chứ. Anh á chỉ có nhiệm vụ là anh ở nhà thưởng thức món ăn em nấu thôi đúng không? Không hối hận nha. Thiệt, em cứ việc mà chọn lựa đi. Đó, để anh coi thử em có biết lựa món ngon hay không. Anh. Hả? Anh định đi đâu vậy? Anh ra ngoài coi cái mặt tiền của nhà hàng mình chút xíu, xong rồi chút nữa anh vào đây coi cái chỗ đãi tiệc của mình đó sao ha. Đợi một chút. Dạ. Đại ca, đợi tao một chút. Dạ. Về cho tụi nhỏ ăn liền đi, nếu không nó hư hết. Em biết rồi, mày cẩn thận đó. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ, em nhớ rồi anh ba. Chào anh. Dạ chào anh. Ngồi đi. Cho anh cà phê sữa đá đi em. Dạ. Cho riêng anh một ly sữa tươi thiệt là tươi, không cà phê, nhiều đường ít đã. Hả? Dạ. Sao, tụi bay theo nó tình hình sao rồi? Dạ, em thấy tụi nó đi chụp hạch cưới rồi kéo nhau vô nhà hàng tiệc cưới. Em nghĩ là chắc tụi nó sẽ cưới nhau đó anh. Em cứ chụp lại hình, mời anh xem qua. Thằng này cũng được, cũng biết chung thủy, chịu lấy con nhỏ mù này. Bây giờ thì nó hết mù rồi anh. Mà công nhận, khi nó hết mù thì nó càng đẹp hơn. Hí. Mày theo dõi nó hay là mày cua con bồ nó? Sao cưng, hết mù rồi hả? Nhưng mà anh rất tiếc, thằng chồng của em chưa kịp làm cái gì đã đi chầu Diêm Vương rồi. Nhưng mà không sao, cứ từ từ để anh xử thằng chồng của em, sau đó anh sẽ luộc em. Ủa vậy bây giờ tụi em có tiếp tục theo dõi nó không anh? Không cần. Tụi bay đưa hình này cho sát thủ, không cần thiết phải theo nó. Nếu lỡ nó phát hiện ra thì khó ra tay. Đã có kế hoạch cụ thể rồi, ngày mai sẽ xử nó. Chuẩn bị tinh thần đi. Dạ.
anh. Hả? Có chuyện gì vậy? Sao nhìn anh đăm chiêu quá vậy? Có gì đâu em. Anh đang lo coi là tụi mình còn thiếu sót cái gì cho lễ cưới tụi mình không đó mà. Vậy mà em cứ tưởng đâu là anh mệt chuyện gì chứ. Sao mà anh mệt được? Đám cưới của tụi mình, dù anh có dắt kỳ sức đi chăng nữa thì anh cũng mãn nguyện mà. Vậy là đám cưới tụi mình cũng chuẩn bị xong hết rồi hả? Bây giờ á, chỉ cần kiếm được ngày lành tháng tốt, vậy là mình sẽ đặt được mọi thứ nè. Quay phim, đặt thiệp cưới, nhà hàng, chụp hình mọi thứ luôn hả? Giờ anh đố em, mình còn thiếu gì nữa? Hả? Em thấy đủ hết rồi mà, còn thiếu gì nữa anh? Sao? Hả? Đám cưới tụi mình mà xong, em định về nhà anh ở đúng không? À, em cũng đang suy nghĩ chuyện đó nè. Nếu như mà em ở với anh, vậy còn ba em? Ba em sống một mình em không có yên tâm đâu. Anh biết ngay mà, đời nào mà cô dâu chịu về nhà chồng ở đúng không nè? Nhưng mà nhà em nhà thuê, nhỏ xíu như vậy làm sao ba người về ở chung được? Vậy bây giờ ý của anh là như thế nào? Hay vậy đi, sau khi đám cưới xong có gì anh mua nhà, anh, em, rồi ba em về ở chung, được không? Anh quyết định đi ha. Dạ chào giám đốc, em về phòng làm việc nha. Được rồi, có gì gặp em sau. Dạ. Dạ thưa giám đốc, bên đối tác muốn gặp giám đốc. Cô cứ hẹn họ tới gặp tôi đi. Dạ, họ bảo gấp lắm, vì trưa nay họ phải bay rồi. Họ muốn hợp tác khu nhà liên hợp ở nhà bè cùng với mình. Nên muốn xem thực tế ở khu đó. Thì cũng dễ mà, cô kêu nhân viên đưa cho họ đi. Dạ, họ bảo là muốn gặp trực tiếp giám đốc, nếu được thì ký kết luôn. Dạ, đây là danh thiếp của họ. Ok, được rồi. Nếu vậy, cô cứ đưa địa chỉ cho họ, rồi họ sẽ tự tới. Bây giờ cô về soạn hợp đồng cho tôi, rồi đưa vào phòng tôi. Lát nữa tôi sẽ trực tiếp gặp họ nha. Dạ, giám đốc. Mày cứ vậy mà làm. Dạ. Nhưng không để lộ bất cứ điều gì cả chưa? Dạ, em biết rồi anh ba. Dạ, em nghe. Tụi bay tận dụng cơ hội này, thủ tiêu nó cho tao. Dạ. Bằng mọi cách phải xử nó trong hôm nay. Dạ. Nhanh đi. Đi luôn hả? Tao nè, có chuyện gì không? Dạ mới hay tin là tụi Hưng Sẹo chuẩn bị xử anh đó. Mày nói cái gì? Thằng Hưng Sẹo dám gây sự với tao sao? Dạ, anh cẩn thận nha anh. Tao biết rồi. Tao thấy nó rồi. Anh đang ở đâu vậy? Khu liên hợp nhà bè, nhanh lên. Dạ, em qua liền. Đi theo tao, qua khu liên hợp. Lại lên.
Không thấy anh ở trong. Gọi điện thoại cho anh coi. Ừ. Anh không nghe máy. Chắc xảy ra chuyện gì rồi. Đi lên phía trên coi sao. Đi. Đi. Nhanh lên. Alo. Ê! Vô tụi bay, vô.
Đại ca. Ủa, đại ca. Hồi nãy thằng nào gọi tao? Dạ. Thằng nào? Dạ, dạ em. Ngu. Đồ ngu. Mày biết không? Vì cái cuộc điện thoại của mày á mà tao sáng chết nè, mày biết chưa? Dạ, dạ, em xin lỗi. Tại hồi nãy em lo cho anh quá, em mới gọi điện thoại để xem thử tình hình như thế nào thôi. Em xin lỗi đại ca. Bằng mọi cách, tụi bay lục tung cái thành phố này, bắt bằng được thằng Hưng Sợ về đây cho tao, nghe chưa? Dạ, dạ. Nhanh lên. Đi. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Không biết anh đi đâu vậy ta? Ủa chị Nhàn, chị kiếm giám đốc hả? À, mà em có biết anh Tùng đi đâu không vậy? Dạ, giám đốc đi gặp khách hàng ở nhà bè rồi chị. Tới giờ trưa rồi, chị đi ăn trưa với em luôn ha. Thôi, em đi ăn trước đi, chị đợi anh Tùng nữa. Dạ rồi, em chào chị, em đi ăn nha. Ừ. Alo. Dạ, thằng Tùng nó thoát rồi anh ơi. Cái gì? Mày chưa giết được nó hả? Dạ, tại đồng bọn nó tới kịp thời. Em sợ đụng độ gây lớn chuyện khó thoát với công an, cho nên là đành bỏ chạy. Tại sao đồng bọn nó biết? Mày nó, tụi mày vô dụng quá vậy. Thôi được rồi, mày hãy mua vé cho sát thủ biến đi. Đừng có để công an tìm ra vụ này. Xong rồi tụi bay ở yên trong đó, nghe ngóng động tĩnh của công an như thế nào. Dạ đại ca, em biết rồi. Đi, xe tao mày. Kệ mày. Tào lao. Dạ, em nghe anh ba. Mày xử nó sao rồi? Dạ, tụi nó chưa xử được anh ba. Mày dụ nó ra được mà hành động không được sao? Dạ, do bọn đàn em của nó tiếp ứng kịp thời nên chưa tiện ra tay. Phải nhanh chóng làm cho thật gọn vụ đó, để lâu hư việc. Dạ, em biết rồi anh ba. Tại sao tụi thằng Tùng biết mà trở tay chứ? Mẹ nó, cái đám đàn em này không thằng nào biết giữ mồm giữ miệng gì hết. Vô dụng mà.
Anh Tùng. Anh Tùng. Anh Tùng. Anh bị sao vậy? Anh không sao. Do công việc dạo này anh căng thẳng quá. Anh có sao không? Sao em thấy anh lạ quá vậy? Rồi em gọi điện thoại cho anh khóa máy nữa. Ủa, anh khóa máy hả? Ừ. Anh nhớ rồi. Do lúc đó anh đang bận họp với các đối tác nên là anh không muốn ai làm phiền, vì vậy anh khóa máy. Nhiều khi anh lu bu quá anh không có nhớ được. Xin lỗi em. Mà cũng gần trưa rồi, em ăn gì chưa? Đói bụng không? Em chưa có ăn, em chờ anh về đi ăn chung mà. Ok, vậy thôi mình đi ăn luôn. Ừ. Chờ anh chút xíu nha. Dạ. Alo, tao nghe, mày nói đi. Dạ. Em có chuyện muốn nói với anh, có liên quan tới Hưng Sẹo. Cái gì? Anh tới quán cà phê, trên lầu có một phòng pizza. À, được rồi, tới liền. Tiếc quá. Có chuyện gì hả anh? Mới giờ rồi có một cuộc hẹn ở bên khu liên hợp, mà cuộc hẹn này quan trọng quá nên anh cần phải tới, thông cảm cho anh nha. Chắc là em phải ăn một mình rồi. Đâu có sao đâu, anh cứ làm như em là con nít vậy đó. Anh đi đi, thôi trễ giờ á. Ok em. Vậy thôi. Em ăn một mình nha. Ừ. Anh đi trước. Dạ đại ca. Chào anh Tùng. Dạ chào anh Tùng. Được rồi, có chuyện gì nói nhanh lên. Dạ, em đã tìm ra manh mối tụi giết anh nè. Là gì vậy? Đúng vậy chứ? Dạ đúng anh. Nó tới quán bar mình thường xuyên lắm hả? Nhìn nó đẹp quá vậy. Nhỏ này. À, em nhớ rồi. Con nhỏ này bộ anh Phú chứ đâu. Ủa, mà anh như nó ngủ với anh rồi mà. Bộ thằng Phú. Dạ. Sao vậy? Dạ, là do tự nhiên thằng Tùng xuất hiện đột ngột, giải cứu cho con nhỏ. Với lại võ nghệ nó cao quá, tụi em đánh không lại. Đám tụi bay đúng là cái đám vô tích sự ăn hại. Bắt đứa gái thôi là không xong nữa.
Về kêu con bồ mày tới đây thế mạng. Dạ. Đại ca, anh tha lỗi cho em đi. Anh cho em cơ hội chuộc tội. Em hứa sẽ tìm ra nhà của nó trong ngày mai. Em xin hứa với đại ca. Làm ơn đi đại ca, tha cho con bồ em được không? Em rất yêu nó. Không được. Luật là luật. Mày biết tính tao mà. Rất là ghét chờ. Con bồ của mày không tới đây, mày tự xử đi. Em, anh là thằng khốn nạn. Ủa, anh Hưng làm gì em hả? Được rồi, anh sẽ nói chuyện phải trái với anh. Em nè, em đừng hiểu lầm anh. Tối qua anh Hưng nhờ anh gọi em tới để giới thiệu bộ mới cho ông mà. Chắc là hôm qua ông phê thuốc nên không kiềm chế được với em. Tôi không có tin anh nữa đâu. Các người là một lũ đẻo cát, thật là bẩn thỉu. Em buông ra. Nghe đi mà. Em tin anh đi. Em. 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 Tao nhớ rồi. Bây giờ nó còn quen với thằng Phú không? Anh, sao cái bữa mà con nhỏ nó ngủ với anh á, là con nhỏ chia tay với thằng Phú luôn rồi. Quá không gặp. Em có khỏe không? Uống gì anh nha. Nhớ anh sao? Thời này á, đàn ông chỉ để thỏa mãn thôi, nhớ làm gì? Em gái thẳng thắn quá ha. Em có biết là em đẹp lắm không? Lại cái trò tán gái cũ rích. Còn cái gì mới hơn để rung động con tim này không? Vậy theo em anh phải làm sao mới làm rung động con tim của em? Tán gái mà phải chỉ dẫn nữa hả? Đi về học bài lại đi anh. Đàn ông á, chỉ có vậy thôi hả? Nè, anh không thấy chán hả? Có em trong vòng tay của anh, sao mà chán nữa. Anh, có cần em gọi taxi không? Mày còn phải hỏi nữa. Ủa,
uống tiếp chứ. Nhưng mà không phải chỗ này, đi chỗ khác mới là chỗ đi uống. Dạ, nó trọng anh. Dạ, chuyện cho tao. Dạ. Thân Sẹo, thằng nào mà biết tên của tao vậy? Mày nhận ra ai đây không? Mày biết tao thù mày lắm không? Từ cái bữa mày làm nhục tao, tao ước có một ngày nào đó tao băm mày ra thành trăm mảnh tao mới vừa lòng. Thì ra là cô gái tôi à. Cô dám hả? À, mày im. Nằm xuống. Thôi đủ rồi, một chút nó cũng chết mà. Em thấy sao? Em vừa ý chưa? Còn mày, đi theo tao. Nhanh lên. Giỡn mặt hả mày? Đứng dậy. Nay là ngày của mày. Đại ca, dạ đại ca.
Mày là một thằng hèn, dám dùng gái để đánh lén tao hả? Mày không phải là thằng anh hùng. Mẹ mày, nói ai? Ba lệnh sai mày kêu sát thủ đến xử tao, như vậy gọi là anh hùng sao? Bây giờ mạng sống của mày tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của đại ca mày đó. Điện thoại đâu? Số ba lành số mấy? Mày không gọi được cho ba lành đâu, trừ khi ông ấy muốn gặp. Vậy làm cách nào mày liên lạc với ông ta? Khi cần ông ấy gọi. Và chỉ có những kẻ trung gian thân cận với ông ta mới biết cách liên lạc. Vậy không lẽ mày chưa phải là đàn em thân cận của ổng? Coi như tao bắt là mày. Anh Tùng, anh Tùng, có điện thoại. Mày hả Hương Sẹo? Dạ, em đi anh ba. Anh ba hả? Khỏe chứ? Còn nhớ ai không? Ai vậy? Anh ba không nhớ sao? Cái người mà anh ba cho người truy sát đó. Thì ra mày hả Tùng? Bây giờ thằng Hương Sẹo đang ở đây, dùng chế độ chăm sóc rất đặc biệt. Mày muốn cái gì? Anh ba cho người giết tôi với mục đích giành lại thị trường. Ok, nếu là vậy tôi sẽ suy nghĩ lại. Ông cha ta có câu: trâu buộc ghét trâu ăn. Lẽ nào tôi ăn hết phần để cho ông như chó chờ xương hả? Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Không không không. Ở đời mà, thắng thì làm vua, còn thua thì làm giặc. Ok, tôi sẽ cho anh ba đây một cơ hội. Tôi nghĩ kỹ rồi. Thị phần thì phải chia, ai cũng có phần hết, thì tới lúc đó sẽ chẳng có ai mà hiềm khích cả. Với lại tôi nói cho ông biết, tôi đã sắp cưới vợ, cho nên tôi cần yên ổn. Được rồi, thôi vậy đi, tôi sẽ thả Hưng Sẹo, rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để phân chia địa bàn. Nhưng với một điều kiện, trước mắt anh phải để tôi yên để tôi cưới vợ. Sao? Được chứ anh ba? Thôi được, ngày cưới của cậu tôi không đến chia vui được, thì nỡ nào phá cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Nè, mẹ đây, khi nào tao xong việc tao sẽ gặp mày. Mày đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Ở đây không có người, lại cách thành phố nữa, cũng không có xe cộ gì đâu. Nè. Dạ. Nhắc lại lần nữa, hai tụi bay canh chừng nó cẩn thận. Nếu tụi bay để nó thoát, lo mà kiếm đường đi luôn đi. Dạ. Dạ.